Dạ vâng, em Hương chào cả nhà mình nhé. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các anh chị vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một nốt like và một nốt đăng ký kênh ạ. Hôm nay em Hương giới thiệu đến cả nhà một cái chiếc bếp của hãng Paloma, phím nhấn, với thiết kế đó là hai bếp nấu và một lò nướng cả nhà nhé. Hiện tại thì em Hương đang test cái tính năng cơ bản của bếp ga Nhật, đó là tính năng chống cháy nồi ạ. Bếp ga Nhật ngoài cái độ bền và cái tính tiết kiệm ga ra thì bếp còn hai cái đặc điểm ưu việt nữa mà bếp ga nội của mình không có. Thứ nhất đó là tính năng chống cháy nồi và thứ hai đó là tính năng bếp sẽ tự động khóa ga khi mất ngọn lửa đi ạ. Bếp bên phải em đang test tính năng chống cháy nồi. Khi mà nồi nóng lên thì bếp sẽ giảm nhỏ lửa cả nhà nhé. Còn đây là bếp bên trái anh chị, ngọn lửa nó rất là xanh đúng không ạ? Lửa xanh thì đã đốt cháy hết nguyên liệu trên ngọn lửa rồi. Lửa xanh thì rất là không có lo bị đen nồi nữa. Những cái chiếc bếp mà anh chị các bác bị đen nồi là do lửa quá đỏ hoặc quá vàng cả nhà nhé. Bên bếp trái em sẽ test cái tính năng đó là tính năng khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi ạ. Đối với tính năng khóa ga như thế này, các anh chị đợi cùng em Hương 15 giây nhé. 15 giây thì bếp mới khóa ga. Cái mặt này là mặt men của bếp nhé. Cái tem này tem nguyên bản nên là nhìn nó hơi bị lem nhem một tí, nhưng mà là tem của bếp các bác nhé. Rồi đây ạ, đây cái mặt hông này là sơn ạ, sơn tĩnh điện, sơn ô tô. Đấy, còn cái mặt trên của nó là men cả nhà. Rồi bếp bên trái đã khóa ga rồi đấy ạ. Đây ạ, đã khóa ga rồi cả nhà nhá. Rồi, tiếp theo là cái này là lò nướng này. Khay nướng và vị nướng của bếp đều bằng inox cả nhà. Em sẽ test cho cả nhà xem cái lò nướng đây nhá. Đây, nướng ạ. Rất là đẹp đúng không cả nhà? Sẽ quay cho cả nhà thấy cái thành vách bên phải này. Rất là đẹp luôn, không có bị móc méo gì hết cả nhà nhá. Lửa rất là đẹp đúng không ạ? Lửa dưới còn lò nướng nữa đấy. Trong lò nướng này thì các anh chị có thể nướng xúc xích, nướng mực, nướng tôm, cá, hải sản. Ở Thanh Hóa em thì Tết thì rất là hay nướng nem. Anh chị nào mà về Thanh Hóa thì em mời các anh chị ăn nem nhé. Đây, rất là đẹp. Phía dưới này có khóa cho em cả nhà nhé. Khóa cho em là mình sẽ khóa lại khi mình không dùng nữa, để con nhà mình sẽ không có sử dụng vào đây, không có nghịch vào đây ạ. À rồi, bếp bên phải đã tắt bếp rồi. Sau khi bếp tắt thì sẽ khóa ga luôn. Đối với tính năng là chống cháy nồi thì bếp sẽ khóa ga ngay lập tức cả nhà nhé. Bếp sẽ khóa ga ngay lập tức luôn ạ, không cần phải đợi 15 giây giống như là tính năng khóa ga khi mất ngọn lửa đi. Lửa rất là đẹp đúng không cả nhà? Hai bếp nấu vào một lò nướng cùng một cái thời gian thôi, nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Rồi anh chị nào mà quan tâm từ cái chiếc bếp này thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em Hương ạ. Rồi chiếc bếp này thì em Hương bán với giá là 2 triệu cả nhà nhé. 2 triệu bảo hành 1 năm cho các anh chị ạ. Em Hương sẽ đồng hành cùng với cả nhà trong 1 năm nữa. Hết thời gian bảo hành thì vẫn hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp thì các anh chị không có lo đâu. Ngoài bán bếp thì nhà em còn có bán các cái phụ kiện của bếp như là pin sạc này. Ở đây ạ, kiềng ạ, kiềng gần chia lửa, hoặc là những cái cảm biến các anh chị bị hỏng nhá. Rồi, tiếp theo đây sẽ giới thiệu sơ qua cho cả nhà một chút xíu. Đó là ngoài cái dòng bếp có lò nướng thì nhà em cũng còn một chiếc bếp không lò nướng, cũng có bếp không lò nướng cả nhà. Cái mẫu này thì nó hơi cao tiền, cái dòng này là dòng mới 100% nhá, chưa sử dụng. Đát 2023 ạ. Đây, đát 2023 cả nhà nhá. Tháng 4 2023 này. Đây, đây là pin của nhà sản xuất tặng kèm mình đây ạ. Fuji cả nhà. Là pin Nhật các anh chị nhá. Còn pin em Hương tặng cho cả nhà là pin Việt Nam ạ. 30.000 thôi. Kiềng các bác này, kiềng rất là đẹp. Anh chị nào mà có, nói chung là thích cái dùng cái dòng không lò nướng mà tài chính của mình cũng gọi là ok thì mình có thể tham khảo chiếc bếp này. Chiếc này thì nhà em Hương đang bán với giá là cũng cao đấy. 9 triệu, hơn 9 triệu các bác ạ. Hơn 9 triệu một chiếc bếp ga không lò nướng nhá. Cái này là hàng mới thì nó sẽ cao tiền hơn. Đối với dòng hàng bãi, để so sánh hai cái chiếc bếp như thế này để các anh chị có thể thấy là mình mua hàng bãi thì giá tiền chỉ bằng 1/3, 1/4 thôi đúng không ạ? Những cái tính năng an toàn thì nó cũng giống nhau như thế, chỉ là cái độ mới của bếp thì nó không được như thế thôi. Rồi chủ tâm vẫn là cái chiếc bếp này. Rồi em Hương xin cảm ơn cả nhà mình nhé. Trước khi rời kênh thì em Hương lại xin các anh chị like ạ. Xin cả nhà một nốt like và một nốt đăng ký kênh trước khi rời kênh của em Hương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo của em Hương nhé.